Anh Đại, vào đây xem anh đoán này gỗ gì? Vân nhiều thế này, chất này thì chỉ có gỗ cẩm ấy. Vân này là gỗ cẩm, cẩm. Em đang quay đấy. Ủa, đang quay rồi à? Quay rồi. Ừ. Cứ tưởng là chưa quay. Đúng rồi, người ta các cụ nói mà không chớ có sai là vân đẹp như cẩm. Gỗ hương đấy, hương ta mà hương vân ta. Như cẩm, hương ta vân như cẩm ta luôn. Ta vân đẹp thế này. Ta vân như cẩm luôn. Dạ, lúc này thỉnh cẩm đây cũng cẩm thỉnh thoảng lại được một cái phôi mà vân hương ta mà nhìn như cẩm như này. Vâng, em trai Hồng Lê xin chào toàn thể các bác nhà mình. Thì ngày hôm nay thì em trai giới thiệu với các bác một tác phẩm chất liệu gỗ hương ta, một tác phẩm ngài đàn ma giao hóa gỗ hương ta nhưng mà vân như cẩm, to đẹp, cao là 88, chiều ngang là 29 và chiều sâu của tác phẩm là 25, đục tứ diện tơi đẹp. Và mời các bác chiêm ngưỡng xem cái đường diện của cụ và những cái đường vân như em đã chia sẻ có đúng hay không. Tác phẩm này thì quá là tuyệt vời. Kích thước thì vừa phải, cao gần 1 mét, cao 88. Cao 88 thì cũng rất là dễ để các bác có thể trưng bày, có thể để hai bên của kệ tivi hoặc là để cái đôn kẹp nữa. Đấy, tác phẩm này làm rất là mềm mại cái phần đây. Chính là cái phần này các bác nhìn này, vân có khác gì cẩm đâu. Đấy, vân không khác gì cẩm, cả phía dưới, cả dưới bệ đá cũng thế nhá, cả dưới bệ đá cũng vậy. Và tác phẩm này thì tác phẩm này chỉ có 6.800.000 đồng thôi, 6.800.000. Làm bao vận chuyển luôn cho các bác rồi. Và em sẽ quay cả mặt phía sau cho các bác ngắm cái đường vân nữa. Đấy, đây là mặt phía sau này. Mặt phía sau đây các bác nhìn, cái nón tỉa đẹp này. Và vân đây cũng ta, cái vân ở trên này thì nó đỡ hơn. Đấy, xuống dưới này nữa các bác nhìn, chỗ này vân xít vào nhau, không khác chỗ này nhìn, đúng không khác là cẩm. Và dưới này nữa, cái tà áo nữa. Chỗ này, tác phẩm này em nói thật là nếu mà bảo cẩm thì nhiều bác tin là tác phẩm này là cẩm. Tại vì vân quá đẹp. Cao 88, ngang 29 và chiều sâu của tác phẩm là 25. Vâng, gần Tết rồi, bác nào mà muốn sở hữu tác phẩm thì cũng nhanh tay. Nhanh tay đấy, nhấc máy lên alo cho bên em tự gỗ Nguyễn Hồng để giữ ngày về đấy, sở hữu tác phẩm. Thì cũng gần Tết rồi nên là mình sớm chốt tác phẩm để vận chuyển còn kịp tới tay của các bác. Sau đó là mình làm lễ về trưng bày nữa đấy, chuẩn bị một chỗ kê hợp lý. Vâng, và ngoài những tác phẩm như này ra bên em còn rất nhiều tác phẩm khác nữa. Các bác thấy tác phẩm đẹp cho em xin một nút like. Và các bác nào chưa đăng ký nhớ đăng ký và để ngắm nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa. Và xin chào toàn thể các bác nhà mình.